Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Đam mê sáng tạo Việt. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái quấn biến áp sạc bình nha, sạc bình 30Ah nha, bình kích cá đó. Rồi thì cái bình 30Ah á thì cái dòng nạp của nó là nó phải bằng 1/10 của cái công suất của cái bình, là cái y nạp của nó sẽ bằng 1/10 của cái thằng 30Ah đây. Đó. Là nó sẽ bằng 30Ah trên 10 là nó bằng 3A nha. Đó, cái dòng sạc của nó là khoảng là 3A. Và cái công suất của cái máy nạp này á, là mình tính công suất của máy nạp luôn nha. Là các bạn biết là công suất của nó là bằng B bằng U nhân Y nha. Đó. Mà khi mà mình sạc bình 12V á, bình 12V thì mình sẽ ra điện áp của nó là 14V nha, để nó mới sạc bình 12V được nha. Thì công suất của nó là B sẽ bằng U nhân Y sẽ bằng là 14V nha, nhân với lại Y là bằng 3A nè. Cái dòng sạc mà nạp cho cái ắc quy là 3A nha, và sẽ bằng 14 nhân 3 để mình tính ở ngoài, 4 nhân 3 là bằng 42. Thì công suất của cái máy sạc này là 42W. Mà để cho nó tốt, nó mạnh hơn á, thì các bạn phải lấy trên cái mức 42W được. Có nghĩa là mình muốn nạp cho cái bình nó thì nó bằng công suất sạc nạp dẫn vô, nhưng mà nó ép hơi ép máy nha. Mình phải lấy ra là quấn cái máy 60. Thì mà để cho sạc cái bình 30Ah thì nó chỉ cần là 42W rồi được rồi. Nhưng mà mình tăng công suất lên để nó nạp cho nó khỏe, và nó an toàn cho cái bình của mình luôn, và an toàn cho cái máy nạp, biến áp nạp của mình luôn nha. Ở đây mình chọn là công suất là bằng 60W. Đó, B sạc bằng 60W nha. Đó. Và cái việc đầu tiên là các bạn chọn biến áp cái phe nha. Phe ở đây thì mình cho các bạn mấy kích thước luôn, thì cái phe lớn các bạn muốn sạc bình 30 cũng được. Nhưng mà thường thường là mình sạc cái biến áp có cái phe của nó là S bằng A nhân B nha, bằng bao nhiêu đó. Thì đây mình cho luôn, các bạn chọn từ chọn phe S bằng 14 đến 16 cm vuông. Thì nó lớn hơn các bạn quấn cũng được, nhưng mà chỉ cần 14 cm2 đến 16 là các bạn sạc có đủ được cái bình 30A rồi, bây giờ rồi. Mình không cần lớn. Nếu các bạn có tận dụng cái viên phe cũ ở nhà thì các bạn quấn lại. Nhưng mà các bạn tính theo cái thông số của mình để ra cỡ dây và cái số vòng cho nó phù hợp là nạp được hết rồi. Chứ không phải là nói 14V, 14 phe 14 mới sạc được, còn cái phe 20 tôi sạc không được là không được. Tại vì cái phe 14 là các bạn đủ nạp cho cái bình rồi, và cái số vòng dây của cụm sơ cấp và cụm thứ cấp là nó vừa đủ với cái hệ số lắp đầy vô cái khuôn luôn. Đó. Thì đây mình A nhân B, mà A là chiều nào mình đây mình vẽ cho các bạn luôn nha. Ở đây các bạn hình dung luôn. Có các bạn quấn rồi thì biết, còn có những các bạn chưa quấn thì
Đây là mình chia sẻ là cái phe AI nha. Đó, phe chữ E đó. Thì mình chia sẻ từ từ cho các bạn. Thường đa các bạn, đa số là các bạn mới vào nghề, mình mới tìm hiểu, trên mạng rồi mình mới sửa. Đây, đây là nhiều lá thép ghép lại nha, nó ra chữ E giống vậy. Vẽ cho các bạn hình dung cho thấy cho nó dễ luôn. Đó, thì mình vẽ thì các bạn dễ hình dung ra nha. Thì cái này giống như cái mặt cắt mà chữ E mà ghép nhiều cái lá thép lại á. Cái này rất là đơn giản, các bạn tự ở nhà các bạn cuốn cũng được. Phê thì phê phế liệu á. Đây thì cái chữ A của nó đó, S bằng A nhân B thì A của nó là đây nha, chiều để mình gắn cái khuôn đó, này đó. Cái đường chính giữa đây A này, A nha, và B là cái chiều đây, là cái bề dày của cái đây. Để mình vẽ gì cho bạn hình dung ra đây. Này là B nha. Đó. Thì để cho các bạn là dễ hiểu luôn và dễ nhận biết là cái phe mình đi mua luôn, thì mình cho luôn nha. Các bạn là cái biến áp là 14 cm², là S bằng A nhân B nha. Sẽ bằng mình hay xài cái loại mà 285 á. 8 x 5. Im kìa, 14 cm². Đó, cái loại này 2.8 x 5 là 14 cm², nữa. Và các bạn sạc được các mình bình 30 A rồi nha. Bình này 25-30 là thường thường người ta hay sử dụng là máy kích cá đó, là khoác dây nó nhẹ mà nó kích cũng được thời gian, nó cũng lâu. Đó, thì mình chia sẻ cái các bạn cách tính của cái phe rồi. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tính số vòng trên vô luôn nha. Đây. Số vòng là trên 1 V á. Thì mình áp dụng công thức là anh công thức như sau nha. N sẽ bằng K chia S nha. Thì K thì mình lấy hệ số K. K là hệ số nha. Đó. Hệ số này có sẵn nha. Hệ số của nó là bằng từ 40 cho đến 45 nha, 50 nha. Tùy theo cái loại phe của các bạn tốt hay là nó bị xét nha. Thì cái hệ số này mình áp dụng theo cái phe. Các bạn phe Nhật thì lấy hệ số nó thấp hơn, tại phe tốt rồi. Còn các bạn phe Việt Nam hoặc là phe Việt Nam hoặc là phe cũ nữa, các bạn lấy hệ số cho nó cao một chút, để khi mình sử dụng mình quấn cho nó mát máy. Đó. Thì ở đây mình K mình có rồi nè, hệ số cho sẵn nè. S thì cái biến áp mình ở đây, nếu các bạn sử dụng cái biến áp 16 cm² thì các bạn áp dụng đưa S vô. Còn các bạn 14 thì các bạn đưa 14 vô thôi.
ca mình lấy 40 nha. Tính ra cà phê mới là 40. 40 chia S nghĩa là chia 14 cm vuông đó là 14 nha. Bằng cái này 40 chia 14 bằng, để mình tính ở ngoài luôn nha. Mình tính nháp ở ngoài nha. Nó bằng 2,8. 2,8 vòng trên vôn. Là 2,8 vòng trên 1 vôn á. Đó. Thì cái này là cái số vòng trên vôn chung của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp luôn nha. Thì bây giờ mình tính cuộn sơ cấp nè. Cuộn sơ cấp là mình cho là N1 đi. N1 là cuộn sơ cấp á. Mình chia sẻ từ từ cho các bạn hình dung. Thì nó sẽ bằng là 2,8. Nhân cho 220V. Đó. Thì cũng sơ cấp là đầu vô của mình là điện 220, thì mình lấy 2,8 vòng trên vô nó, mình nhân lên thì nó sẽ ra là, bạn đợi mình chút mình tính nha. 2,8 nhân 220 nhân 28. Nó bằng 616 vòng các bạn. 616 vòng. Mình tính thì nó rườm rà, nó dài vài vòng vậy thôi, chứ lát nữa mẹ mình cuối video là mình chốt gọn lại là mình cần như gì, số vòng với đường kính và cái cả phe là ok. Đó. Ở đây thì mình làm cái hướng dẫn thì mình tính toán ra hết cho các bạn, có loại phe khác nhau các bạn dễ áp dụng. Và N2 là cuộn sơ cấp và thứ cấp, xin lỗi, cuộn thứ cấp là cuộn đầu ra sạc á, sẽ bằng, thì hồi nãy mình đã nói đó, muốn sạc bình 12V thì cái đầu thứ cấp ra là các bạn phải ra là 14V để nó nạp cho cái bình 12V nha. Thì mình cũng lấy 2,8 nhân với lại 14V sẽ bằng, các bạn đợi mình tính chút nha, mình tính nháp ngoài nha. 8 14 2. Nó bằng 39,2 là nó quên, là nó bằng 40 vòng nữa các bạn. 40 vòng. Đó. 40 vòng. Và cái mình cho các bạn thêm một cái thông số là các bạn muốn sạc khẩn cấp á. Dù lúc đó mình muốn cần gấp cái gì á mình sạc khẩn cấp. Thì các bạn đây nè, N3 nè. Là sạc khẩn cấp nè. Là đây, từ 40 vòng đây. Các bạn cuốn tiếp cho mình 5 vòng nữa nha. Đây, từ đây. Các bạn cuốn cho mình thêm 5 vòng nữa các bạn ra đầu cuối nha. Đó, nó ra cái nấc cuối cùng nè. Và nếu các bạn không muốn sạc khẩn cấp thì thôi, mình cứ ra 40 vòng là đủ sạc cho quy rồi. Đây, mình tiếp tục. Rồi bây giờ cái số vòng trên vôn thì mình đã có rồi. Phe, cỡ phe mình cũng đã có rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần là tính cái đường kính dây, cỡ dây đó thôi.
Mà muốn tính cỡ dây thì các bạn phải tìm cho mình là hệ số S nha. Đường kính dây đây là D nha. Giờ mình tìm D này là đường kính nè. Đó. Mà muốn tìm D là mình phải tìm tính S, xong cái mình tính ampe nha. Cái dòng chạy trong chiếc áp. Đây. Có công thức Y sẽ bằng S sẽ bằng Y trên joule nha. Joule là mật điện, mật độ dòng điện cho phép á chạy qua. Và Y ở đây thì ta có hai Y này, đây có hai loại Y1 và Y2 nha. Y1 là dòng điện mà của cuộn sơ cấp. Y1 bằng là dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp. Qua cấp nha. Đó, và Y2 là dòng điện chạy ra trong cuộn sơ cấp. Rồi. Thì đầu tiên ta tìm Y1 trước. Y1 này sẽ bằng, thì từ công thức là B bằng UI nha. Thì ta suy ra Y sẽ bằng B chia U nha. Y sẽ bằng B trên U. Thì Y1 sẽ bằng B trên cho U1 bằng B là công suất nãy mình chọn là tối đa là công suất là 60W á để sạc á, bằng 60 nha, trên cho U1. U1 là U có cuộn sơ cấp á. U1 là 220V á, sẽ bằng phần mình tính chứ 60 chia 220 sẽ bằng 0.7 là nó bằng 0.3 nha. Rồi nó bằng 0.3. Rồi Y2 Y2 sẽ bằng B trên cho U2. B là cái công suất của cái máy sạc á. U2 là điện áp ra của cái máy sạc là 14V á. Thì bằng 60 chia 14, các bạn đợi mình chút nha. 60 chia 14 nó bằng 4.28 vòng và tương đương với 4.3 vòng. Ủa, xin lỗi, 4.3 ampe. 4.3 ampe. Rồi, từ cái Y này có rồi và cái Ri thì có rồi. Ri thì mình chọn ngay đây. Cái ri thì S sẽ bằng Y chia ri. Thì cái Y mình có rồi, hết Y1, Y2 có rồi, ri á thì các bạn chọn, các bạn chọn bằng 3 nha. Là mật độ dòng điện cho phép. Rồi, tôi tính S1 sẽ bằng Y1 trên joule nha, sẽ bằng đây Y1 là mình tính được là 0.3 ampe, đây là cái dòng điện chạy trong cuộn sơ cấp đó. Trên joule là trên 3 nha.
0,3 chia 3 là bằng 2. Là thì 0,3 mình chia để mình tính máy. 0,3 chia 3 bằng 0,1. 1 mm vuông. Rồi bây giờ bắt đầu mình tính là S2 nha. S2 sẽ bằng I2 trên joule. I2 trên joule sẽ bằng I2 mình có đây. I2 là bạn cứ áp vô thôi, 4,3 trên joule là trên 3 nha. Joule trên 3 cũng 3 chia 3 4,3 chia 3 để mình tính. Và bằng 1.43.4 rồi. Có S1, S2 rồi, bây giờ mình tính ra D nha. Các bạn áp dụng công thức này nữa là mình tính ra đường kính D. D1 đường kính dây á là D1 sẽ bằng căn bậc 2 S1 nhân với lại V là mật độ dòng điện cho phép chạy qua đó trên pi. Là pi là 3 bằng 3,14 nha. Đang sẽ bằng căn bậc 2 của S1 là các bạn ở đây, các bạn áp vô thôi. Thì mình tính được cái này, mình áp cái vô cái kia thì mình tính S1 rồi mình áp vô 0,1 nhân ri là nhân 3 chia pi. Pi là bằng 3,14 nữa mà. 14 sẽ bằng bạn đợi mình tính nhân chia 3 sẽ bằng 0,5 mili mét vuông. Cái này đó, ra kết quả là cái cuộn dây dây sơ cấp đầu vô là các bạn thứ hai là đường kính dây của cuộn thứ cấp á, cuộn sạc vô cho bình ắc quy á bằng căn bậc 2 của S2 nhân joule chia pi bằng căn bậc 2 S2 đây, S2 các bạn 1,4 nhân với lại 3 chia cho 3,14 sẽ bằng 1,2 ly các bạn. Lấy tròn luôn, 1,2 mili nha. Đó. Thì hai kết quả này. Số vòng có, đường kính dây có và kích thước phe có thì các bạn đã quấn được cái máy sạc bình 30Ah từ 25 cho đến 30 là sạc tốt. Và bây giờ cuối cùng là mình sẽ chia sẻ các bạn cái sơ đồ đấu dây vô diode nha. Đó. Ở đây là mình chốt lại, hồi nãy giờ mình tính được cái gì, bây giờ mình chốt lại là nó ngắn gọn thôi. Đây cái biến áp.
bên đây là sơ cấp nữa, 220V nè, AC nè. Này là cũng thứ cấp. Thì ở đây nó có nhiều cách chỉnh lưu. Chỉnh một lưu, một diode hoặc là nhiều diode cũng được. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Đây, hồi nãy mình chốt lại cái nãy là 616 vòng này. À, cái cụm thứ cấp này á là ra 14V này. 14V và cái số vòng của nó là 40 vòng. Ở dây 1.2 ly. Đó. Thì khi mà các bạn quấn ra được cái này tới đây rồi á, thì các bạn cho một đầu nào nha, đầu nào bất kỳ cũng được. Các bạn chỉnh lưu cho qua một con diode cho mình. Cái đầu này các bạn ra thẳng luôn. Và cái đây là cái ắc quy nha. Đây là trừ, bên này là cộng nè. Thì cái đầu qua diode đó các bạn là sạc vô đầu cộng nha, kịp cộng, còn cái này các bạn vô kịp trừ. Từ 20 cho đến 30 AH thì xài được nha các bạn. Thì các bạn có thắc mắc gì thì cứ comment dưới bình luận, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái gì mình biết. Thì cái này thường thường người ta hay sử dụng chỉnh lưu một con diode thôi, và nó có một cách chỉnh lưu nữa là nhiều diode, để mình chia sẻ cho các bạn luôn. Đó. Thì đối với cái mấy cái bạn sạc bình lớn á, thì các bạn có thể là thêm một diode hoặc hai diode nữa, các bạn đấu song song với nhau. Đó. Thì cho nó giảm nóng mất con diode đi. Nhưng mà cái này các bạn nhớ chọn diode 10A nha. 10A. Loại Liên Xô. Các bạn ra kêu bán loại Liên Xô tốt, còn nếu các bạn xài diode 5408 thì các bạn gắn cho mình 3-4 con nha, 3 con cho nó mát. Rồi, video mình đã chia sẻ cho các bạn quấn cái máy sạc bình ắc quy 30AH để sạc bình kích cá từ 25 tới 30 thì xài được các bạn.
32 cũng xài được luôn. Và nếu các bạn muốn sạc cấp tốc, các bạn ra thêm một nấc cái này nữa, là thêm 5 vòng nữa. Đây. Đó, các bạn ra thêm chỗ này. Nó là 45 vòng nè. Đó. 40 là các bạn quấn 5 vòng nữa là thành 45, các bạn ra cấp tốc này nha. Cấp tốc. Các bạn thấy hay, kênh của mình thấy hay thì các bạn đăng ký kênh nha và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất của video mình nha. Và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha.